Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án xâm phạm thi thể, mô mả hai cốt, đồng thời khởi tố bị can đối với Lê Minh Quang, 45 tuổi, Cao Thị Thu Bích, 39 tuổi, thường trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắc. Ông Quang và bà Bích có liên quan đến vụ án gửi con đi chữa bệnh, đau đớn nhận lại hũ trò cốt gây rúng động thời gian vừa qua. Liên quan vụ việc này, trả lời phóng viên luật sư Nguyễn Văn Tứ, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho rằng, ông Lê Minh Quang có thể đối diện với nhiều tội danh trước các hành vi mà ông Quang bị cáo buộc đã gây ra cho cháu NLMQ và gia đình cháu. Theo luật sư Nguyễn Văn Tứ, thứ nhất, ngay từ đầu ông Quang đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật như chuyên chữa bệnh chậm phát triển, có biệt thự riêng để chữa bệnh, đội ngũ ekip chuyên nghiệp, trong vòng 2 năm sẽ chữa được bệnh, từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển. Những thông tin này nhằm đánh vào tâm lý để người nhà của cháu NLMQ tin đó là sự thật và giao số tiền 600 triệu đồng cho Quang chữa bệnh. Tuy nhiên, những gì mà ông Quang nói trên đều hoàn toàn không đúng sự thật, không diễn ra trên thực tế. Do đó, hành vi này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thứ hai là về nguyên nhân cái chết của cháu NLMQ cơ quan điều tra cần làm rõ nhiều mâu thuẫn như cháu NLMQ chết có phải do mắc covid 19 hay chết vì nguyên nhân khác thông qua việc giám định hài cốt ngoài ra vì sao khi cháu NLMQ chết ông Quang không báo ngay với gia đình hoặc báo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý theo quy định mà lại tự mình thiêu rồi mang hài cốt ra cho gia đình Trường hợp có căn cứ xác định cháu NLM quy chết không phải do mắc COVID-19 mà do bạo hành đánh đập thì có thể xem xét khởi tố thêm tội giết người đối với ông Quang, luật sư Nguyễn Văn Tứ cho hay. Cũng theo luật sư Nguyễn Văn Tứ, quy định tại luật phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản phòng chống dịch COVID-19 liên quan, trường hợp phát hiện có người bị dương tính COVID-19 hoặc tử vong do mắc COVID-19, thì người phát hiện cần phải khai báo với cơ sở y tế gần nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện. Theo lời khai ban đầu của ông Quang, khi phát hiện cháu NLM quy chết, ông Quang không khai báo với cơ sở y tế, chính quyền địa phương, mà tự ý mang thi thể của cháu NLM quy đến địa điểm khác và hỏa thiêu. Hành vi nêu trên của ông Quang có đủ yếu tố cấu thành tội xâm phạm thi thể mồ mả, hai cốt, quy định tại Điều 319 Bộ Luật Hình sự, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Còn về phía bà Bích, luật sư Nguyễn Văn Tứ cho rằng, nếu đúng như lời khai của bà Bích tại cơ quan điều tra, hành vi lái xe chở ông Quang đi thiêu thi thể cháu NLMQ có thể coi là giúp sức, tạo điều kiện để ông Quang thực hiện hành vi phạm tội. Dù không trực tiếp thực hiện hành vi đốt xác bé trai, người phụ nữ vẫn có thể bị xử lý về tội danh tương tự như ông Quang với vai trò đồng phạm giúp sức tích cực. Ngoài ra, nếu trong quá trình lấy lời khai, cơ quan chức năng có đủ căn cứ và xác định ông Quang đánh chết cháu NLMQ và phạm tội giết người, bà Bích có thể bị xem xét xử lý thêm về tội không tố giác tội phạm theo điều 389 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết còn mâu thuẫn chưa được làm sáng tỏ, để ngăn chặn không để bị can có điều kiện tiếp tục phạm tội hoặc có hành vi gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án cơ quan có thẩm quyền cần xem xét áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can Quang và đồng phạm. Luật sư Nguyễn Văn Tứ nhấn mạnh, trước đó theo lời tường thuật của anh N, bố của nạn nhân, cách đây vài năm, thông qua một người bạn chơi cây cảnh, anh có quen Lê Minh Quang, sinh năm 1977, trú tại 11, đường Nguyễn Bính, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện sống tại tỉnh Lâm Đồng. Thời điểm ấy, Lê Minh Quang giới thiệu từng chữa khỏi bệnh cho nhiều em nhỏ bị chậm phát triển. Đến năm 2022, cháu NLMQ con trai anh N có dấu hiệu của bệnh chậm phát triển, chậm biết nói và biết đi so với các bạn đồng trang lứa. Do đó anh N liên hệ với Lê Minh Quang và người này nói rằng con của anh chắc chắn bị bệnh, cần chữa trị sớm nếu không sẽ bị điên. Người này cũng khẳng định trong 2 năm sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai anh nhưng phải đưa đến cơ sở điều trị nội trú ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Mức phí chữa bệnh mà gia đình phải trả cho ông Quang là 200 triệu đồng một tháng, ứng trước 600 triệu đồng. Ông Quang nói, con trai anh N sẽ được điều trị ở khu điều trị nội trú là căn biệt thự độc lập, có bể bơi riêng và ekip riêng chăm sóc, bao gồm một lái xe riêng, một ô tô để chở cháu đi lại, một cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, một trợ lý chăm sóc. Bé được bảo vệ an toàn 24 trên 24 kể cả lúc ngủ. Trong thời gian cháu bé điều trị, gia đình không được tìm gặp con và ông Quang cũng bảo mật luôn nơi mà người này gọi là cơ sở chữa bệnh. Mọi giao dịch giữa gia đình và ông Quang đều diễn ra tại khách sạn hoặc qua mạng xã hội. Ngày 3 tháng 3 năm 2022, anh N giao con trai cho ông Quang chữa trị. Cuộc gặp cũng diễn ra tại một khách sạn ở thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vài ngày sau, ông Quang thông báo cho vợ chồng anh N là cháu bé bị mắc Covid-19 đang phải điều trị. Tiếp đó, ông thông báo cháu bé đã khỏe lại, gia đình chuẩn bị gửi quần áo mới lên vì con lên cân, cần trang phục cỡ lớn hơn. Thế nhưng, Khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 3 năm 2022, ông Lê Minh Quang ra Huế giao cho vợ chồng anh N. Hũ cho cốt, nói là con trai của anh N.